thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm vi sinh Nuchi Baby dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên nhằm giúp trẻ ăn ngon hơn và phòng chống viêm đường hô hấp. Quy cách cốm vi sinh Nuchi Baby. Hộp 20 gói ít 3 gram. Thành phần cốm vi sinh Nuchi Baby. Hoàng kỳ 400mg, tương đương 40mg cao khô. Diếp cá 300mg, tương đương 30mg cao khô. Hoài sơn 250mg, tương đương 25mg cao khô. Cam thảo 250mg, tương đương 25mg cao khô. Hà thủ ô 250mg, tương đương 25mg cao khô. Thymomodulin 50mg, glucan 20mg. Lion HCL 500mg. Toen 50mg. Kẽm gluconat 21mg. Luyimin 100mg. Pha fructose ligosacarides 100mg. Vitamin B1 0,5mg. Vitamin B2 0,5mg. Vitamin B6 1mg. Phụ liệu đường. Hương thơm vừa đủ 3g. Công dụng cốm vi sinh Nuchi Baby. Hỗ trợ hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng, sức đề kháng cho trẻ, giúp phòng ngừa mắc các bệnh nhiễm khuẩn theo mùa và giúp trẻ ăn ngon tiêu hóa tốt. Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể, giúp trẻ phát triển cơ thể khỏe mạnh. Ai nên sử dụng cốm vi sinh Nuchi Baby? Trẻ em có sức đề kháng kém hay bị viêm đường hô hấp, trẻ em từ 2 tuổi trở lên có thể trạng yếu, suy giảm miễn dịch hay ốm vặt, trẻ biến ăn, lười ăn, chậm lớn, thấp còi. Trẻ đang điều trị viêm đường hô hấp bằng kháng sinh. Cách dùng cốm vi sinh Nuchi Baby. Uống một lần một gói, ngày dùng 2-3 lần, có thể pha với nước, sữa để uống hoặc có thể nhai trực tiếp. Uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 60 phút. Nên sử dụng tối thiểu 1-2 tháng trở lên để đạt kết quả tốt nhất. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng